Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer anh em nhé. Rồi, đang trong cái quá trình gọi là giảm giá trên Steam nhiều nhất kịch sàn ha, những tựa game nào mà anh em yêu thích có thể đang giảm giá trên đó, anh em hãy lên đó tìm kiếm. Và trong đây thì nó sẽ có một tựa game rất là thú vị mà mình đã từng chơi, tựa game có tên là Big ARK. Thì đơn giản, đây là một tựa game kết hợp giữa ARK và Minecraft ha. Từ những kết hợp sau đó thì cái lối chơi giống với lại game ARK sinh tồn đó anh em. Đó, thì game này lối chơi rất là thú vị. Ngoài ra thì nó cũng có co-op tối đa 4 người nữa, cũng có cưỡi khủng long này, làm nhà cho khủng long bay ra những cái khu vực khác rồi sống sót, đánh boss, đánh những cái con quái huyền thoại. Sau đó thì mình cũng sẽ đi bắt những cái con thú huyền thoại khác, gồm có rồng ender này, những con thú ví dụ như Beraset này hoặc là nhân mã này, nói chung rất là nhiều thứ anh em ạ, rất nhiều thứ để anh em lựa chọn. Ngoài ra thì cũng có những cái con boss thuộc dạng legendary đó, anh em, lâu lâu anh em mới tìm kiếm được, tỷ lệ tìm nó rất là thấp và anh em vẫn có thể bắt nó về cưỡi nó ha, và cùng nhau đi khám phá những vùng đất mới. Game này thì lối chơi thú vị, giống kết hợp với ARK và Minecraft nên anh em có thể thừa hưởng được tất cả những cái điểm hay từ hai tựa game đó. Thì có một cái điểm dở là thời gian gần đây thì những anh em nào bị rối loạn tiền đình thì chơi mấy con game này hơi khó một chút. Còn lại thì đây là một tựa game rất là hay. Hiện tại nó đang có giá 77.000 anh em ạ, còn giá gốc nó 300 mấy lần. Nên là mình nghĩ là với 77.000 thì anh em có thể mua rất là dễ dàng, chứ bằng hai tô phở thôi ha. Giờ giá trị leo thang mà, với một con game 77.000 mà được như thế này thì rất là ngon. Game này cũng có mod nữa anh em, cũng có rất là nhiều cái lối chơi thú vị, từ phiêu lưu, khám phá, trồng trọt, chăn nuôi cho đến những cái kiểu như là sưu tầm quái vật nè, bắt quái vật về nuôi hoặc là đi phiêu lưu đến vùng đất mới ha. Game cũng khá khó nhưng mà anh em nào đã chơi Minecraft ARK được thì con game này cũng bình thường thôi. Mình chỉ muốn giới thiệu là con game này rất là hay và xứng đáng cho anh em mua, và 77.000 là một cái giá quá rẻ cho anh em. Rồi, còn lại thì những cái tựa game khác đang giảm giá trên Steam ấy, anh em có thể lên Steam và tìm mua nhé. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Cảm ơn anh em theo dõi. Anh em nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong các video sau.